Nga tấn công phương sân bay Ukraine, lên kế hoạch nơi chia rẽ Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lực lượng Nga đã đẩy mạnh tấn công đồng thời nhiều địa điểm của Ukraine, đặc biệt là khu vực sân bay ở Starokonstantinov, nơi dự kiến sẽ tiếp nhận máy bay F-16 của Mỹ trong thời gian tới. Chúng ta sẽ cùng phân tích những diễn biến xoay quanh sự việc này. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nga tấn công sân bay Ukraine, nơi hoạt động của F-16. Theo thông tin từ các phóng viên quân sự cho biết, quân đội Nga đã tấn công vào một sân bay quân sự của quân đội Ukraine ở vùng ngoại ô Starokonstantinov ở vùng Khmelnytsky. Một vụ nổ mạnh đã xảy ra và rất nhiều xe cứu thương đã được điều đến ngay sau đó. Có rất nhiều phi công được huấn luyện tại sân bay này. Họ sống trong các doanh trại gần các cơ sở huấn luyện. Sân bay ở Starokonstantinov thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga. Theo một số thông tin, cảng hàng không này đang chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích F-16 thế hệ thứ tư của Mỹ. Ngoài ra thì trong khu vực này còn có kho chứa bom, sân tập, trạm biến áp điện. Chuyên gia người Anh Alexander McCorris đã tin rằng, bằng việc tấn công sân bay quân sự ở Starokonstantinov, thì quân Nga đang gửi tín hiệu tới NATO rằng họ sẽ phá hủy máy bay F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Thiệt hại đối với sân bay có thể làm chậm quá trình cung cấp F-16. Và nếu như các nước NATO, đặc biệt là Mỹ, thực sự gửi máy bay tới sân bay này, thì Nga cũng sẽ có thể tấn công chúng. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đã cam kết rằng quân đội nước này sẽ tiêu diệt F-16 ở Ukraine, giống như là cách mà họ tiêu diệt xe tăng và các thiết bị khác của phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nếu máy bay chiến đấu của Mỹ được sử dụng để chống lại quân đội Nga từ sân bay ở một nước thứ ba, thì chúng sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng Nga. Trước đó, thì quân đội Nga đã pháo kích vào sân bay của lực lượng Ukraine gần Nikolaev, nơi có các đơn vị Ukraine và các thiết bị của phương Tây. Đồng thời, cuộc tấn công của Nga vào Chashovya cũng đang được tiếp tục diễn ra. Ukraine đang tích cực để chuyển quân tiếp viện và tích cực sử dụng máy bay không người lái tại khu vực này. Mặc dù việc sử dụng những chiếc máy bay không người lái của Ukraine có thể gây ra thiệt hại đáng kể, nhưng lại tỏ ra bất lực khi mà Nga đẩy mạnh việc sử dụng bom trên không. Và những trận chiến diễn ra trên nhiều khu vực khác nhau cùng một thời điểm, nên là quân đội Ukraine có thể bị đánh bại và gián đoạn nguồn cung bất cứ lúc nào. Vào thời điểm này, Tổng thống Zelensky đã ra tối hậu thư, yêu cầu Tổng tư lệnh Alexander Shesky phải thực hiện các biện pháp và hạn chế đường bay của quân đội Kiev khỏi tiền tuyến bằng mọi cách. Sau khi mặt trận suy yếu ở ngoại ô Chashovya, các đơn vị xung kích của Nga đẩy qua hai bên sườn và đã đưa khu vực Kharkiv vào thế gọng kìm. Được biết là quân đội Kiev ở Chashovya đang bị tổn thất nặng nề và tinh thần của những người lính cũng đang vô cùng sa sút. Nhưng từ văn phòng Tổng thống, thì ông Zelensky lại đang yêu cầu quân đội giữ vững cho đến cuối tháng 4 này để không làm xấu đi vị thế của đất nước về mặt thông tin. Tại thời điểm quyết định mà khoản vay từ Hoa Kỳ cho Kiev vẫn đang được phía Mỹ nâng lên hạ xuống. Phóng viên quân sự Evgeny Podubny cho biết rằng, chính quyền Kiev đang bắt đầu chuẩn bị cho dư luận nói về việc thành phố sẽ đầu hàng. Họ nói rằng điều này sẽ không được coi là thất bại. Theo báo cáo tại Trung tâm Hậu cần chính của Ukraine, thì các vụ nổ gần đây cũng được quân đội Nga thực hiện ở hướng Bakhmut. Cùng với cuộc tấn công vào Konstantinovka, có lẽ chúng được thiết kế để làm suy yếu lực lượng của đối phương hoạt động tại Chashovya. Kênh Dissident cho biết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tin rằng xung đột quân sự sẽ kéo dài thêm từ 5 đến 7 năm nữa. Điều này cũng có nghĩa là sẽ không có sự xuất ngũ trong quân đội Ukraine. Bà Mariana Bezhutleya, Phó Chủ tịch An ninh Quốc gia, đã nói rằng sẽ không có luật nào được đưa ra cho đến khi thiết quân luật kết thúc và Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Cuộc xung đột sẽ kéo dài và có nguy cơ lan rộng thành Thế chiến thứ ba, cho đến khi mà thế giới bị chia cắt một lần nữa. Giới phân tích quân sự chỉ ra rằng Mỹ sẽ không giúp Ukraine đánh chặn các mục tiêu trên không, giống như là cách họ đã từng giúp Israel trong cuộc tấn công của Iran. Đặc biệt là chính quyền Biden không có ý định tham gia trận chiến chống lại quân đội Nga. Tuyên bố này đã được đưa ra bởi điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby. Có thể thấy rằng Mỹ đã đặt ra các ưu tiên khác nhau cho Israel và Ukraine. Trong khi Israel là một quốc gia đồng minh thân cận, thì Ukraine chỉ là mặt trận cho những trận chiến ủy nhiệm của họ. Còn có một lý do khác cho sự thận trọng của chính quyền Biden, đó là hiệu quả và sức mạnh của lực lượng Nga, đặc biệt là hệ thống phòng không của Nga, khiến cho Washington và phương Tây vô cùng lo lắng. Vì vậy mà các chuyên gia tin tưởng rằng sẽ không có gì được chuyển giao cho Zelensky vào thời điểm này. Chính sách của EU
thất bại ở mọi hướng. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell đã phải thừa nhận rằng chính sách của EU đã thất bại ở Ukraine. Ngoài ra thì nó còn phá hủy nền kinh tế của nước này, cũng như là gây thiệt hại lớn cho nhiều quốc gia trong liên minh. Theo ông, thì chính phản ứng khác biệt cơ bản của EU đối với cuộc xung đột quanh Ukraine và cuộc chiến ở giải Gaza đã khiến cho EU phải trả giá đắt trong quan hệ với các nước Ả Rập, châu Phi và các khu vực khác của thế giới ngoài phương Tây. Cũng theo ông Borrell, thì trong trường hợp Ukraine, EU đã hành động quyết đoán vì các nước EU đã đoàn kết. Nhưng mà trong cuộc xung đột ở Gaza, thì EU đã không thể ngăn chặn giao tranh, đối phó với thảm họa nhân đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả con tin. Mặc dù có sự đóng cửa chặt chẽ trong quan hệ với Israel và tài trợ cho người Palestine. Nói về Ukraine, ông Borrell thừa nhận rằng, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này, thì quân đội châu Âu đã mua 78% thiết bị mới từ bên ngoài EU. Và bất chấp những tiến bộ đạt được trong những tháng gần đây, liên minh này vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong việc gửi đủ đạn dược để hỗ trợ cho Kiev. Ngoài ra thì EU còn phải đối mặt với những thách thức đáng kể về chất lượng trong công nghệ quân sự mới như máy bay không người lái hoặc trí tuệ nhân tạo. Cho tới nay thì chính sách của EU gần như đã thất bại hoàn toàn tại Ukraine. Giờ đây thì sự căng thẳng đang dần chuyển sang khu vực Trung Đông. Tại khu vực này thì sự ảnh hưởng của châu Âu không đáng kể. Thế giới Ả Rập và người Ba Tư họ không muốn nhìn hoặc nghe và thậm chí là từ chối hiểu người châu Âu. Sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào đêm ngày 14 tháng 4 vừa qua, ông Borrell đã lên án bằng những lời lẽ đanh thép nhất và kêu gọi Tehran không nên tham gia vào một cuộc tấn công leo thang. Ông cũng đã triệu tập một hội nghị truyền hình khẩn cấp với sự tham gia của những người đứng đầu cơ quan ngoại giao của 27 quốc gia thành viên vào ngày 16 tháng 4 vừa qua. Kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Israel và Hamas, nhà lãnh đạo châu Âu đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza. Nhưng mà lần này EU có thể đóng vai trò gì trong việc góp phần xoa dịu tình hình Trung Đông hay là không? Các nhà phân tích cho biết, sức mạnh duy nhất của EU là sức mạnh ngoại giao. Rõ ràng là một số quốc gia thành viên EU có ảnh hưởng đối với Israel, đặc biệt là Đức. Nhưng mà liệu sự ảnh hưởng này có làm thay đổi cách làm của Israel trong khi mâu thuẫn đang leo thang tại Trung Đông như hiện nay hay không? Nếu như ở Ukraine, EU đã thuyết phục được nước này tổ chức một cuộc chiến bằng cách thực hiện mục đích của châu Âu, nhưng ở Trung Đông thì lại khác. Khu vực này là nơi đan xen giữa các lợi ích kéo dài hàng trăm năm qua. Không một sáng kiến nào của châu Âu mang lại kết quả ở khu vực này. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.